Tiếng Trung năm 18, xin chào các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng đến với tập 17 trong bộ học tiếng Trung qua sách ngữ văn lớp 2 của trẻ em Trung Quốc. Và câu chuyện của chúng ta hôm nay đó là寒háo trồn bay. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn rất là có ý nghĩa các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng nghe bạn Lĩnh Tử Yến đọc trước một lượt nhé.寒háo鸟. 山脚下有一堵石崖，崖上有一道缝，寒号鸟就把这道缝当作自己的窝。石崖前面有一条河，河边有一棵大杨树，杨树上住着喜鹊。寒号鸟和喜鹊面对面住着，成了邻居。几阵秋风，树叶落尽，冬天快要到了。有一天，天气晴朗，喜鹊一早飞出去东寻西找，衔回来一些枯草，就忙着做窝，准备过冬。寒号鸟却整天出去玩，累了就回来睡觉。喜鹊说：“寒号鸟，别睡了，大好晴天，赶快做窝。”寒号鸟不听劝告，躺在崖缝里对喜鹊说：“傻喜鹊，不要吵，太阳高照，正好睡觉。”冬天说到就到，寒风呼呼地刮着，喜鹊住在温暖的窝里，寒号鸟在崖缝里冻得直打哆嗦，不停地叫着：“哆啰啰，哆啰啰，寒风冻死我，明天就做窝。”第二天清早，风停了，太阳暖暖的，好像又是春天了。喜鹊来到崖缝前劝寒号鸟：“趁天晴，快做窝，现在懒惰，将来难过。”寒号鸟还是不听劝告，伸伸懒腰，答道：“傻喜鹊，别啰嗦，天气暖和，得过且过。”寒冬腊月，大雪纷飞，北风像狮子一样狂吼，崖缝里冷得像冰窖。寒号鸟重复着哀号：“哆啰啰，哆啰啰，寒风冻死我，明天就做窝。”天亮了，太阳出来了，喜鹊在枝头呼唤寒号鸟，可是寒号鸟已经在夜里冻死了。Sau đây xin mời các bạn cùng Trần lão sư phân tích từng câu một. San chiếu xia hữu y tủ sứ giá. San chiếu xia, dưới chân núi, hữu y tủ sứ giá, có một vách đá. San chiếu xia hữu y tủ sứ giá. Giá sa hữu ý tạo phẳng. Giá sàng, trên vách đá, hiểu ý tao phẳng, có một khe hở. Phẳng nghĩa là khe hở, kẽ hở. Giá sàng, hiểu ý tao phẳng. Hán háo nhỏ chiều bá trưa tao phẳng, tăng dụa tự chỉ tờ ua. Hán háo nhỏ trồn bay, chiều bá trưa tao phẳng, liền lấy cái kẽ hở này, tăng dụa để làm, để coi như là tự chỉ tờ ua, cái tổ của mình. Hán háo nhỏ chiều bá trưa tao phẳng, tăng dụa tự chỉ tờ ua. Sứ giá chén miền, hữu ý thiếu hứa. Sứ giá chén miền, phía trước vách đá, hữu ý thiếu hứa, có một con sông. Sứ giá chén miền, hữu ý thiếu hứa. Hứa biên, hữu ý khứa tả yáng sủ. Hứa biên, bên sông, hữu ý khứa, có một cái cây, khứa là lượng từ của cái cây. Tả yáng sủ, cây dương rất to. Khứa biên hữu ý khứa tả yáng sủ. Yáng sủ sang trụ chở xỉ chuệ. Yáng sủ sang, bên trên cây dương, trụ chở xỉ chuệ, có con chim khứa sống. Yáng sủ sang trụ chở xỉ chuệ. Hán háo nhỏ khứa xỉ chuệ miền đối miền trụ chở, thành là lín chú. Hán háo nhỏ khứa xỉ chuệ, trồn bay và chim khiếu, miền đối miền trụ chở, sống đối diện với nhau. 面对面là đối diện, chống lờ trở thành lính truy, hàng xóm. Khán kháo nhỏ khởi sĩ trệ,面对面住着，成了邻居。几阵秋风，树叶落尽，冬天快要到了。几阵秋风là gió mùa thu, chân là lượng từ của cơn gió. Chỉ trận chiêu phong, mấy trận gió mùa thu. Su ye lùa chín, su ye lá cây, lùa chín rụng hết, lùa là rụng và chín là hết. Tung thiên, khoai yào tạo là mùa đông sắp đến rồi, cấu trúc khoai yào .. nghĩa là sắp gì đó rồi. Chỉ trận chiêu phong, su ye lùa chín, tung thiên, khoai yào tạo là. Dẫu ý thiên, thiên chỉ chính là hẳn. Dẫu ý thiên, một hôm, thiên chỉ chính lặng, thời tiết trong xanh. Sỉ chuê y chảo phê chủ trừ, tung xuyến si trỏ. Sỉ chuê, chim khứu, y chảo từ sớm, phê chủ trừ đã bay đi. Tung xuyến si trỏ, tung si nghĩa là khắp nơi, tung là đông, si là tây, tức là khắp nơi. Xuyến và trảo thì đều nghĩa là tìm. Tung xuyến si trảo, tìm đông tìm tây nghĩa là tìm kiếm khắp nơi. Sỉ chuê y chảo phê chủ trừ, tung xuyến si trảo. Xián hồi lái y xie khu chảo, chiều máng trở chùa úa, chuẩn bị của tung. Xián hồi lái tha về, y xie khu chảo một ít cỏ khô, chiều máng trở liền bận rộn, chùa úa làm tổ, chuẩn bị của tung. Qua mùa đông, đón mùa đông. Sáng khuấy lái y xia khu chảo, chiều máng trở chùa ua, chuẩn bị của tung. Khán kháo nẻo chê trẩn thiên chủ trì quán. Khán kháo nẻo trồn bay, chê lại, trẩn thiên suốt ngày, chủ trì quán, đi ra ngoài chơi. Khán kháo nẻo chê trẩn thiên chủ trì quán. Lây lờ, chiều khuấy lái suy chảo. Lây lờ, khi mệt, chiều khuấy lái suy chảo thì về ngủ. Lây lờ, chiều khuấy lái suy chảo. Sỉ chuê xua, khán kháo nẻo, bía suy lờ. Sỉ chuê xua, chim khứu nói, khán kháo nẻo, trốn bay ơi, bía suy lờ, đừng ngủ nữa. Ta hảo chính thiên, cản khoai chùa ua. Ta hảo chính thiên, thời tiết nắng đẹp, cản khoai, mau, chùa ua, làm tổ. Ta hảo chính thiên, cản khoai chùa ua. Kháng kháo nẻo trốn bay, bù thiên không nghe, truyền cảo lời khuyên bảo. Kháng kháo nẻo bù thiên truyền cảo. Thẳng dài á phân lý, tuổi sĩ chuê xua. Thẳng dài nằm ở, giá phân lý trong khe đá. Tuổi sĩ chuê xua nói với chim khứu. Thẳng dài á phân lý, tuổi sĩ chuê xua. Xá sĩ chuê, bú yào chảo. Xá sĩ chuệ, chim khứu ngốc nghếch, bú yào chảo, đừng có làm ồn. Thái yáng cao chảo, trần hảo suy chảo. Thái yáng, mặt trời, cao chảo, chiếu rọi từ trên cao xuống. Trần hảo, đúng là lúc hoặc là lúc rất là tốt để làm gì đó. Suy chảo, ngủ. Trần hảo suy chảo, đúng là lúc để ngủ. Thái yáng cao chảo, trần hảo suy chảo. Tung thiên xua tảo chiều tảo. Tung thiên mùa đông, xua tảo chiều tảo, nói là liền đến luôn. Hán phong khu khu tở qua trở. Hán phong gió lạnh, khu khu là từ thể hiện âm thanh vù vù, qua trở thổi. Hán phong khu khu tở qua trở. Sỉ chuê trụ chai vân noãn tở ua lỉ. Sỉ chuê chim khứu, trụ chai nằm ở, sống ở. Quân noãn là ấm áp, ua là cái tổ. Chủ trái quân noãn tờ ua lỉ, sống ở trong cái tổ ấm áp. Sỉ chuê chủ trái quân noãn tờ ua lỉ. Kháng kháo nẻo trái á phân lỉ, tung tớ chứ tả tua sủa, bù thỉnh thợ chào trở. Kháng kháo nẻo trốn bay, trái á phân lỉ ở trong khe đá. Tung tớ, tung ở đây là lạnh cóng, rét cóng. Chứ tả tua sủa, run lên cầm cập. Chứ thể hiện cái hành động gì đó cứ diễn ra lâu, diễn ra liên tục. Chứ tả tua sủa, cứ run lên cầm cập. Bù thính tờ, bù thính không ngừng không ngớt. Chèo trở, kêu lên.寒号鸟在牙缝里冻得直打哆嗦，不停地叫着，哆啰啰，哆啰啰。寒风冻死我，明天就做窝。寒风冻死我，gió lạnh chết tôi rồi. Miếng thiên chiều chùa ua, ngày mai làm tổ ngay thôi. Hán phân tùng sứ ủa, miếng thiên chiều chùa ua. Tí ở thiên chín chảo, phân thính lờ. Tí ở thiên, ngày hôm sau, chín chảo, sáng sớm. Tí ở thiên chín chảo, sáng sớm hôm sau, phân thính lờ, gió ngừng thổi. Tí ở thiên chín chảo, phân thính lờ.太阳暖暖的，好像又是春天了。太阳ánh mặt trời, 暖暖的，ấm áp，好像dường như，又是lại là，春天了，mùa xuân rồi。太阳暖暖的，好像又是春天了。喜鹊来到牙缝前，劝寒号鸟。喜鹊来到牙缝前，劝寒号鸟。喜鹊chim khứu lái tạo đến giá phần chén trước khe đá, chuyển khuyên hán háo nẻo trốn bay. Xỉ chuế lái tạo giá phần chén, chuyển hán háo nẻo. Trần thiên chính, khoải rủa ua. Trần nhân lúc hoặc tranh thủ, thiên chính trời nắng, khoải rủa ua mau làm tổ đi. Trần thiên chính, khoải rủa ua.现在懒惰，将来难过。现在bây giờ，懒惰lười biếng，将来sau này tương lai，难过ngoài nghĩa là buồn ra thì nán cua ở đây nghĩa là khổ, tức là trải qua cái cuộc sống hàng ngày sống rất là khổ. Hiện tại lãn tua, tương lai nán cua. Kháng kháo nẻo, khái sự bù thính truyền cảo. Kháng kháo nẻo trốn bay, khái sự vẫn.不听劝告，không nghe lời khuyên bảo。寒号鸟还是不听劝告。伸伸懒腰，打倒。伸伸懒腰，伸懒腰tức là vươn vai một cách lười biếng, lười nhác. Tá tảo đáp rằng. Xá xỉ chuệ, bía lua sủa. Xá xỉ chuệ, chim khứu ngốc, bía lua sủa, đừng nói nhiều nữa. Thiên chỉ nọa của, tứa của, chĩa của.Thiên chỉ nỏa hùa, thời tiết ấm áp. Tứa của chĩa của, thành ngữ này có nghĩa là được ngày nào hay ngày đấy, nghĩa là đến đâu tính đến đó. Thiên chỉ nỏa hùa, tứa của chĩa của. Khán tung la yuệ, tả xuệ phân phây. Khán tung là mùa đông lạnh giá, la yuệ tháng chạp. Tả xuệ phân phây, tuyết bay khắp trời. Tả xuệ ý là tuyết lớn, rất là nhiều tuyết. Phân phây là tung bay khắp nơi.寒冬腊月，大雪纷飞。北风像狮子一样狂吼。北风 gió bắc, 像狮子一样 giống như một con sư tử, 狂吼 gầm gào. 北风像狮子一样狂吼。牙缝里冷得像冰窖。牙缝里 trong khe đá, 冷得 lạnh đến mức, 像冰窖 giống như một hầm băng.牙缝里冷得像冰窖。寒号鸟重复着哀嚎。寒号鸟trốn bay, 重复着，重复 tức là cứ lặp đi lặp lại. Ai khảo kêu gào, kêu khóc. Kháng khảo nẻo trốn phụ trợ ai khảo. Hán phong tùng sứ ủa, miếng thiên chiều chùa ua. Hán phong tùng sứ ủa, miếng thiên chiều chùa ua. Hán phong gió lạnh.Tùng sứ ủa chết cóng tôi rồi. Miếng thiên chiều chùa ua, ngày mai làm tổ ngay thôi. Khán phong tùng sứ ủa, miếng thiên chiều chùa ua. Thiên liang lờ, thái yáng chú lái lờ. Thiên liang lờ, trời sáng rồi. Thái yáng ông mặt trời, chú lái lờ, ló ra rồi. Thiên liang lờ, thái yáng chú lái lờ. Xỉ chuệ tại chư thấu, hú hoán khán kháo nẻo.喜鹊chim khứu tại chư thấu ở trên cành cây, hú hoán gọi, hán háo nẻo trốn bay. Xỉ chuệ tại chư thấu, hú hoán hán háo nẻo. 可是寒号鸟已经在夜里冻死了。可是nhưng寒háo nẻo trốn bay ỉ chiêng đã在夜里ở trong đêm冻死了，chết cóng rồi。可是寒háo nẻo ỉ chiêng在夜里冻死了。Và câu chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. Một câu chuyện ngắn gọn nhưng mà ý nghĩa rất là sâu sắc, mang ý nghĩa giáo dục rất là cao, phải không các bạn? Và bây giờ mời các bạn nghe Lĩnh Tử Yến đọc lại một lần nữa nhé. 寒号鸟，山脚下有一堵石崖，崖上有一道缝，寒号鸟就把这道缝当做自己的窝。石崖前面有一条河，河边有一棵大杨树，杨树上住着喜鹊，寒号鸟和喜鹊面对面住着，成了邻居。几阵秋风，树叶落尽，冬天快要到了。有一天，天气晴朗，喜鹊一早飞出去，东寻西找，衔回来一些枯草，就忙着做窝，准备过冬。寒号鸟却整天出去玩，累了就回来睡觉。喜鹊说：“寒号鸟，别睡了，大好晴天，赶快做窝。”寒号鸟不听劝告，躺在崖缝里对喜鹊说：“傻喜鹊，不要吵，太阳高照，正好睡觉。”冬天说到就到，寒风呼呼地刮着，喜鹊住在温暖的窝里，寒号鸟在崖缝里冻得直打哆嗦，不停地叫着：“哆啰啰，哆啰啰，寒风冻死我，明天就做窝。”第二天清早，风停了，太阳暖暖的，好像又是春天了。喜鹊来到崖缝前劝寒号鸟：“趁天晴，快做窝！现在懒惰，将来难过。”寒号鸟还是不听劝告，伸伸懒腰，答道：“傻喜鹊，别啰嗦，天气暖和，得过且过。”寒冬腊月，大雪纷飞，北风像狮子一样狂吼，崖缝里冷得像冰窖。寒号鸟重复着哀号：“哆啰啰，哆啰啰，寒风冻死我，明天就做窝。”天亮了，太阳出来了，喜鹊在枝头呼唤寒号鸟，可是寒号鸟已经在夜里冻死了。